để con để hồi dụ cho em đó. Đây là nơi mọi người sống vì đồng tiền và mỗi người là một người lính. Các em gái nhìn trong thành sinh nhưng 12 tuổi đã không còn chính. Các quý tử trở thành giang hồ khi xung quanh không còn đường lính. Tao nhớ Sài Gòn xưa khi người thầy vẫn chưa phạm pháp, vẫn đi dạy dù nắng hay mưa và nói về chuyện đạo đức giả thưa. Đó là ngày xưa. Còn bây giờ mọi chuyện đổi khác, các học sinh muốn được tốt nghiệp phải dùng thân mình để đổi chát. Để tôi đưa mày xuống quận 5 và đó là nơi của tôi sống. Năm thanh nữ tú chạy xe với hàng mũi luôn ở bên trong. Cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chịu không. Bởi tụi tao đã thấy được cảnh 15 thằng đắp thằng tay khôn. Cẩn thận nhìn chữ nó sâu khi mày đang ở trên đường phố. Người mày sợ không phải thằng cướp mà đó là thằng cô cô nơi bán hàng mắt ra đồng điểm. Tao thấy nó đi ra đi vô để ra tao gặp thấy cô cũng để làm em cho Sài Gòn. Tao đang chạy xe trên phố, tao chạy xe những vùng địa hình không lâu có